hay bàn giao mẫu Leicester cho anh trai ở Đức Linh, Bình Thuận. Anh trai coi kênh Trường Anh lâu chưa? Lâu rồi anh. Phải hả? Anh trai lên Trường Anh, anh trai thấy Trường Anh nhanh còn lẹ không? Nhanh còn lẹ. Tả okay. Xe sao? Tả xe sao? Nói luôn đi. Chuẩn. Có gì sai không? Không. Thấy Trường Anh lên giá cả này mình nhanh còn lẹ không? Được đấy, cái bán luôn. Đó, bán giá hợp lý vô cùng. Mẫu này hàng xe đẹp chứ không phải là xe xấu nha anh em. Bán giá kiếm cho Trường Anh lời 3-4 triệu thì anh cho lên đường luôn. Không quan tâm, phải lời nhiều hay lợi ích. Anh em được trước chủ nhà này bảo dưỡng đồ máy móc ngon lắm. Cái máy móc Trường Anh bao cho nó chạy luôn. Lên rồi chơi full kính mít rồi. Leicester lên đường. Anh chị thấy không? Uy tín thì được bà con, cô bác tin tưởng nha. Mình sao mình sống trung thực nè, sống thẳng và sống đúng. Tạ xe chuẩn cho anh em, xe có sao nói vậy đi. Chứ đừng có xe xấu mà nói xe rin nha, tội nghiệp khách hàng. Người ta cũng vì cái chữ tín, người ta đi xe máy mà. Đi xe máy từ Đức Linh, Bình Thuận lên tới Trường Anh. 130 cây. 110 triệu em. Bán cho ảnh 110 triệu. Anh thích ký cũng được mà rút cũng được, sao cũng được. Ok, khỏi ký đi. Rồi, khách ở trong đây tiếp tục coi thêm một mẫu xe nè, không biết chốt được mẫu nào nhưng mà chiều nay là sẽ chốt được một mẫu xe cho khách hàng. Đây anh trai đang coi Kia Morning 2013. Hàng đẹp chuẩn chu bên Trần Anh nha. Hay là lấy mẫu đó về chạy. Giá thành nó rẻ mà. Chú thiếu bao nhiêu chú nói, anh hỗ trợ cho chú lo gì. Đã lên trên anh còn hỗ trợ cho chú cái xe kia 40 triệu mà chú sợ gì vậy. Xác nhất cho em rồi đó. Xác xác à. Em có ở lại đây em nhậu thì mới xác được. Thôi cứ để cho coi xe đi, được xe nào thì chẳng anh ghẻ. Anh trẻ hay mua bán vui vẻ không? Đó, khách hàng tới là phải vậy, niềm nở với khách lên tí xíu. Dạ. Con nó chạy 5 lít à? Có 1.2 mà lý đâu mà nhiều lít. Số sàn thì chỉ có vậy thôi. Mà báo luôn nè. Anh báo luôn nha. Xe này là hồi xưa nó có qua dịch vụ. Nói thẳng đi, nói luôn rồi mày taxi rồi. Có dịch vụ taxi cho nên giá thành nó như thế. Nếu một mẫu gia đình không dịch vụ không taxi thì không có giá đó. Là em phải hiểu ngay từ 160. Em hiểu không? 160 đến 170. Nhưng anh bán cho em chỉ có hết giá cho em chỉ có 145 thôi. Còn nếu em mua tiền mặt nữa thì anh bớt một xíu lột lá. Nói thẳng luôn là trên clip có sao nói vậy nha. Đó, khách tới mà mình cũng nói luôn chứ không phải cứ nói gia đình làm gì. Tại trên clip mình đã báo rõ chi tiết rồi anh em. Được cái khách hàng người ta thương Trường Anh ở chỗ đó đó. Đức tính của Trường Anh đó, người ta thương nha. Mẫu này góp 30, mẫu này góp 40, mẫu này góp 30, mẫu này góp 30, mẫu này góp 30, góp hết. Ngại gì đâu mà không góp. Mẫu này 30. Anh chị cứ thấy nào 30 thì alo cho Trường Anh. Xe vừa mới về. Mẫu này 30. Em này là bản cửa sổ nóc mâm phây 2009 thôi nhưng mà chất xe là full chức tính năng tiền tỷ. Anh chị nhìn đã không? Lấy số cửa sổ nóc nè, nút đề điện tử nè. Nguyên hết, máy số rin nha, ghế da theo xe luôn. Đẹp chưa anh em? Đi mẫu này về gia đình là hết nước chấm rồi. Mình tạ xe chuẩn lắm, không bao giờ có chuyện lịch ở đây nha bà con nha. Anh em nhớ nha, Trường Anh tạ xe lịch. Sai đâu Trường Anh chịu đó. Khẳng định một câu chân lý như thế. Như đợt trước mẫu xe bắt này Trường Anh bán cho anh trai ở Đồng Trọng hồi nãy. Cho anh góp 40 triệu luôn, xe bắt này nè. Anh chị nhớ không? À, chiếc này đợt trước cho anh bán, cho anh hỗ trợ cho anh góp 40 triệu luôn. Giờ anh quay lại anh muốn đổi cho Trường Anh thì Trường Anh sẽ cho anh bù trừ cho anh lỗ cỡ tầm 15-20 triệu quay đầu lại đây. Rồi, giờ thích đổi xe gì Trường Anh đổi cho. Đâu quan trọng. Ford Everest cũng vừa về 2013. Mẫu xe này đã được chủ nhà tắm qua một nước sơn, báo luôn. Chứ không có sơn rin, được chưa? Nói chung xe này dọn là hết con rồi. Sơn xi, nội thất, gầm bệ, được cái máy dầu, ra đi, form mới. Vỏ sau thì mòn chùi lũi rồi. Nói chung là vỏ mòn, vỏ sau mòn. Vỏ trước còn được tầm cỡ 60%. Báo luôn nha. Xe có sao nói vậy, chạy 300 ngàn rồi, máy móc có canh chỉnh rồi. Sơn rin thì không có đâu. Sơn rin thì tắm qua nước sơn hết rồi. Chạy bà con xác định mua xe cũ á, bà con đừng có quan trọng cái sơn. Chạy qua thời gian anh biết không, nước sơn nó xuống màu nhìn nó ghê, bắt buộc thì
chủ nhà về cho người ta tắm thôi. Còn cứng lỗ trên xe này là không có nha. Có máy móc có canh chỉnh như là hệ thống mặt kem nè, mặt kem là người ta có thay nè, rồi hệ thống bơm và hệ thống bơm nước của em nó có thay, đó là báo luôn được cho anh em. Được cái phong mới mấy dầu, dòng này chạy đâu đó rơi cho anh em là tầm 7 lít dầu trên 100 km, báo thẳng báo chuẩn trên chiếc xe nha anh em, được chưa? Đó, còn nguyên dàn xe khách tới lấy xe mầm Kia Forte nè, giá của anh em có 230 rồi, giá công ty đang biết rồi gì, cho anh để anh em giá 230, hỗ trợ góp cho anh em 30-35 triệu luôn, nếu anh em không góp cho anh bớt thêm cho 5 triệu nữa, chơi sốc rồi đó. Đó, đẹp không? Xe này số sàn nha anh em, số sàn thôi, 22 máy xăng nha. Đó, khai học thì tay, nội thất full nội chơi, Kia có trăm mấy. Hả? Con CDS nằm ở đâu? CDS anh bán rồi. Con CDS số tự động đúng không? Còn màu đen á, anh bán rồi. Số sàn bán lâu rồi, cái clip nó lâu rồi. Đúng rồi. Em lấy qua số từ đò, số mấy cái dòng Kia xài cho bên. Thích CDS thì Gru không ngon hơn CDS cả. À đúng rồi. Gru đây. Em ơi, nếu em lấy Gru em chạy phân khúc C chạy nó sướng hơn. Rồi chú lấy xe nào chú cứ chọn đi. Hay là chú muốn lấy xe gì nữa? Con này Kia luôn. Con này 2007 nhập khẩu, số tự động 7 AT. Picanto. Đúng rồi, hàng Picanto á. Form cũ nha. Con này được cái máy rin nè. Máy số rin chưa làm nha. Xe có sao là nói thẳng. Đó, hợp lý. Màu đỏ này mà chú đã đang đi cái mẫu, anh tư vấn chú đã đang đi một cái mẫu số sàn rồi, bây giờ hatchback, bây giờ chú đổi qua cái mẫu hatchback, anh thấy là không có cái gì đó sai đúng không? Em muốn em đổi qua cái con xe đầm thì bắt buộc em phải lấy sedan hai đầu đúng không? Chứ tại sao em lại đổi con này thì em đổi làm gì, phí tiền. Em đổi qua mấy dầu nè, bây giờ này 7 chỗ rộng rãi tha hồ chạy về chợ cả đại gia đình luôn. Thích chợ ai thì chợ, đúng rồi. Rồi bàn giao cho khách rồi đó, xa xa ở cuối con đường nha cô chú anh chị, một bầy xe nhỏ đang đứng đợi chờ tại salon. Anh em nào quan tâm mẫu nào alo cho Trần Anh ô tô nha. À, chị gái lại nhau không? Nhau đúng không? Ok.